khi những đường bay mở rộng là lúc Viac bắt đầu sứ mệnh của mình. Sau gần 2 năm dồn toàn lực cho công cuộc hợp nhất và phát triển, Viac đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế là công ty dịch vụ mặt đất hàng đầu Việt Nam và vươn tầm ra châu Á. Với nhân sự hơn 4.500 người, 70 hãng hàng không khách hàng, phục vụ hơn 120.000 chuyến bay với các ngành dịch vụ, đại diện quản lý và giám sát, đại diện hãng, hành khách và hành lý, sân đổ, cân bằng trọng tải và điều hành chuyến bay, hàng hóa, VIP, đào tạo, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị. Đầu năm 2017 đến nay, Viac đã liên tiếp đạt được 15 giải thưởng về chất lượng dịch vụ, được bình chọn bởi Singapore Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific, đặc biệt phục vụ 16 chuyến chuyên cơ của nguyên thủ quốc gia trong kỳ APEC tháng 11-2017, chiếm tỷ lệ 73%. Chúng tôi tin rằng bằng các giá trị, uy tín, tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp, với sự nỗ lực không ngừng cải tiến phát triển dịch vụ, tất cả sẽ đưa Viac trở thành một trong những công ty dịch vụ mặt đất hàng đầu châu Á. Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất với hơn 20 năm kinh nghiệm đã và đang khẳng định vị trí của mình trên thị trường phục vụ hàng hóa hàng không quốc tế. TCS luôn nhận thức đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dịch vụ. TCS liên tục đưa vào hoạt động hàng loạt công trình quy mô lớn với các dịch vụ mới mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Phục vụ hơn 30 hãng hàng không quốc tế và hàng trăm đại lý giao nhận, xử lý 350.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hệ thống kho bãi cực lớn. TCS đã chiếm hơn 68% thị phần thị trường phục vụ hàng hóa quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ là một trong những nhà ga khai thác hàng hóa hàng không hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi luôn mang đến giải pháp cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp, an toàn tuyệt đối, chuẩn an ninh hàng không. TCS luôn đổi mới vì sự hài lòng của khách hàng. Với bề dày kinh nghiệm trên 24 năm, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên trình độ cao, VACS hiện đang cung cấp cho trên 33 hãng hàng không trong và ngoài nước, có đường bay khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất, công nghệ sản xuất tiên tiến, công suất 30.000 suất ăn mỗi ngày, quy trình quản lý chất lượng vệ sinh nghiêm ngặt bậc nhất, hệ thống điều hành hiện đại. VACS mang đến những món ăn tuyệt vời với văn hóa ẩm thực đa quốc gia nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đặt ra của khách hàng, mang đến sự hài lòng thoải mái cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VACS. Suốt nhiều năm hoạt động, đội ngũ cán bộ nhân viên VACS đã không ngừng nỗ lực sáng tạo nhằm mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Điều đó được minh chứng qua hàng loạt giải thưởng uy tín. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty cung cấp suất ăn hàng không hàng đầu châu Á Thái Bình Dương. Đằng sau mỗi chuyến bay luôn là một con đường đầy sự nỗ lực cố gắng vì mục tiêu chung. Một hành trình cho cả Viac, TCS và VACS. Sự hợp tác, đồng hành của cả ba công ty chính là nguồn sức mạnh và động lực cốt lõi để kiến tạo nên con đường thành công mới với những sự khác biệt vượt trội hơn cả mong đợi.